đội trưởng cảnh sát giao thông lái xe vi phạm nồng độ cồn. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang lái xe ô tô và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,54mg trên đích khí thở. Ngày 23 tháng 9, nguồn tin của tuổi trẻ online cho hay công an Tiền Giang đang xác minh vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn. Bước đầu, người điều khiển ô tô được xác định là thiếu tá PVL, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,54 mg trên lít khí thở. Theo thông tin ban đầu, tối 22 tháng 9, thiếu tá L lái ô tô biển số 63A 15309 chạy trên quốc lộ 50 theo hướng từ thành phố Mỹ Tho về thị xã Gò Công. Khi xe đang dừng chờ đèn đỏ ở giữa quốc lộ 50 và đường huyện 25C, đoạn thuộc huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, thì bất ngờ bị chiếc xe máy do một thanh niên cầm lái chạy cùng chiều va chạm vào xe của thiếu tá L. Sau va chạm, hai xe chỉ bị cháy sức nhẹ. Tại thời điểm này, thiếu tá lừa có biểu hiện say xỉn nên người dân trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa hai người điều khiển hai xe nêu trên về trung tâm y tế huyện chợ gạo đo nồng độ cồn. Kết quả, người điều khiển ô tô có nồng độ cồn ở mức 0,54 mg trên lít khí thở. Ngay sau khi nắm vụ việc, ban giám đốc công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo công an huyện Gò Công Tây phối hợp với phòng cảnh sát giao thông xác minh vụ việc nếu cán bộ công an có xảy ra vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định